Có một câu mình rất là thích, đó là đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau. Mỗi chuyến đi đều là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mỗi chúng ta. Điều đẹp nhất không phải là được đến những nơi mới, mà là đến những nơi đó cùng nhau. Đôi khi chỉ cần đơn giản là nắm tay nhau, đến một nơi nào đó, ăn món mình thích, làm điều mình muốn làm, không cần lo toan hay là suy nghĩ áp lực về công việc hay cuộc sống bộn bề ngoài kia. Đối với mình, một cuộc sống như vậy là mình đã cảm thấy rất là mãn nguyện và hạnh phúc rồi đấy mọi người ạ. Đây là lần thứ hai gia đình mình chọn đi nghỉ dưỡng trên du thuyền rồi, nhưng cảm giác vẫn lênh đênh hồi hộp như lần đầu vậy đó. Chuyến đầu tiên thì chúng mình có dịp đến thăm đất nước Đan Mạch và Na Uy xinh đẹp. Còn lần này thì chúng mình lại đi xa hơn một chút, đó là chúng mình đến thăm nước Ý, Tây Ban Nha, Barcelona và cả Pháp nữa. Nói gì được nữa nhỉ, mọi người hãy cùng chúng mình đi du lịch nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là 12 giờ đêm. Mình vừa mới phải tẩy trang xong và bây giờ mình lại phải make up lại mọi người ạ. Make up một chút, sau đó thì vợ chồng mình sẽ di chuyển từ sân bay Münster Osnabrück cho đến Mallorca. Đây là một cái inzen ở Tây Ban Nha. Nơi đây là có rất là nhiều người Đức sống ở đây đấy. Giờ mình sẽ nhắm mắt một chút cho cái mắt nó đỡ bị ngờ ngạch nha mọi người. Xong mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ đóng đồ đạc và chuẩn bị lên đường thôi. Yeah! Xinh lắm mọi người ha. Chào tất cả mọi người, hiện tại thì vợ chồng mình đã có mặt tại cái chỗ bãi để xe. Đằng sau là mama và bạn thân của mama. Hello Leute. Du meinst nicht kalt, ne? Unten, guck mal. Vom Uhr ist 6 bis 8. Ui, đây chính là Münster Flughafen. Trời ơi, chỉ có một vài người thôi mọi người ạ. Vợ chồng mình đã ngồi ở trên máy bay rồi. Chiếc máy bay này khá là nhỏ mà bọn mình phải ngồi ở cuối tận cùng của cái máy bay này luôn. Đây là sân bay của Mallorca, đúng không? Đúng rồi. Mình bay đúng 2 tiếng 20 phút là đã đến nơi rồi mọi người ạ. Trời ơi, tôi ước là cái khoảng cách mà từ Đức về Việt Nam nó cũng ngắn như thế thì sung sướng lắm đấy. That's it, mama coffee. No more Saturday, no more
happens just to be in Monterey with you. Three hours in and we're talking about our futures like we have a clue. I hope your father will like me, cause I know his expectations high. And somewhere in adolescence I told you to stay away from boys like me who write songs about you. So we packed up the Subaru, I-5 north. Now you're screeching on the pavement, but I'm not sure if this is such a good idea anymore, but it's okay. Xin chào mọi người, bây giờ là Accent U. Bây giờ bọn mình đang ở Ý mọi người ạ. Bây giờ thì cả gia đình lên đây để nghe nhạc. Mỗi lần khi mà cái tàu này nó xuất phát ấy thì sẽ mở một cái bài rất rất là hay luôn. Mình quên mất. Genau. Wir wollen auslaufen genießen. Hallo Timo. Guten Appetit. Ich auch, Timo. Auch ich im Akai. So lautet das Motto eines Reisebuchs, das ein berühmter deutscher Schriftsteller geschrieben hat. Wer war? A. Günter Grass. B. Hermann Hesse. C. Johann Wolfgang von Goethe. Oder D. Berthold Brecker. Think about me. We haven't said a word since we broke up. And every single night I stay awake and I can't sleep, because I can't remember a bad thing about us. Girl, I miss you. Oh, I miss you. Yeah, I miss you. Oh, I miss you. But now I hate you. Yeah, I hate you. Cause I still love you. But I can't love you anymore. Riding around with some friends from my hometown. Came along just to get my mind off you. They don't know underneath my jokes I'm broken. I came along just to get my mind off you. I already got Mr. Ed. I don't know what you think about me. Thành Vatican, mọi người đã từng nghe đến chưa nhỉ? Vatican được quốc tế công nhận là thành quốc độc lập nhỏ nhất thế giới cả về diện tích và dân số. Vatican là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ bao gồm vùng đất có tường bao kín nằm trong thành phố Rome của Ý, và dân số thì chỉ có 810 người thôi nha mọi người. Cuối cùng, sau một ngày dài mưa gió ở nước Ý thì chúng mình cũng được trở về con tàu thân yêu để nghỉ ngơi và ăn uống. Thank you.
Corsica là một hòn đảo mang vẻ đẹp yên bình và xinh đẹp, tọa lạc giữa mênh mông biển xanh, một vùng đất lãng mạn giao thoa tuyệt vời giữa hai nước Pháp và Ý. Nhưng ít ai biết đến, đây còn là quê hương của thiên tài quân sự Napoleon. Ngôi nhà tổ tiên của ông hiện nay đã trở thành một bảo tàng để du khách đến tham quan. Nếu có cơ hội đi du lịch Pháp thì nhất định mọi người phải ghé qua đảo Corsica để khám phá và tìm hiểu vùng đất này nha. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình được đi dự một cái tiệc có tên là tiệc im lặng. Lúc đầu mình cũng không hiểu là nó sẽ như thế nào đâu. Thì ra là mỗi người sẽ được phát một cái tai nghe như thế này. Nó sẽ có 3 loại màu: màu đỏ, màu xanh và màu xanh dương nữa. Nói tóm lại là mỗi người được một tai nghe và mỗi tai nghe sẽ có 3 màu, và mỗi màu sẽ có những cái thể loại nhạc riêng khác nhau. Ai muốn nghe màu gì thì nghe. Đó, đến khi mà mình bỏ tai nghe ra ấy mọi người, xong đó thì mình nghe mọi người hát kiểu wow, mỗi người hát một thể loại, nghe nó rất là buồn cười luôn. Nhảy về nha mọi người, đi hát về. Đang nhảy bị các bạn dẫm vào chân rồi nữa chứ. Trời ơi là đi mua ơi. Một ngày chỉ ở trên tàu thì bọn mình sẽ làm gì? Tất nhiên là bọn mình sẽ chỉ nghỉ ngơi và ăn uống, sau đó sẽ đi ngắm hoàng hôn. Cuối cùng thì cũng có hoàng hôn do tờ Dank, dass ich hier mit euch zusammen bin. Schön, dass ihr da seid.
Ở Barcelona thì bọn mình nhìn thấy rất là nhiều dịch vụ vẽ tranh như thế này. Có thể vẽ có màu hoặc không màu. Có màu thì đắt hơn một chút. Hai đứa mình vẽ tổng thể là mất 30 oi. Đầu tiên là cô họa sĩ này sẽ vẽ mình trước, sau đó thì mới vẽ đến anh Timo. Mọi người hãy cùng chờ xem kết quả nhá. Bật mí với mọi người một chút, đó là bọn mình mang chiếc ảnh này về nhà và bọn mình đã đi mua một cái khung. Cái khung này trị giá là 235 oi, rất là đắt luôn. Sau đó thì bọn mình treo lên tường để làm kỷ niệm. Đó cũng được coi như là một cái kỷ niệm rất là đẹp của chúng mình tại Barcelona. Cuộc vui nào thì đến lúc cũng phải tàn thôi. Ngày mai bọn mình sẽ phải rời khỏi con tàu này rồi, vậy nên là đêm nay bọn mình phải để hết hành lý ra cửa hành lang trước lúc 2 giờ đêm mọi người ạ. Vì đêm nay là đêm cuối ở trên con tàu này rồi, vậy nên là hôm nay sẽ có một cái gì đó rất là đặc biệt ở trên con tàu này. Và sẽ có một bữa tiệc chia tay rất là hoành tráng. Sau đó thì cả thuyền trưởng, thuyền phó và quản lý tàu đều bước ra để nói những lời chia tay, tạm biệt và cảm ơn. Sau đó thì tất cả mọi người còn được xem lại những cái thước phim mà con tàu này đã quay bất ngờ trong vòng 7 ngày vừa qua cho tất cả mọi người đều xem. Thật sự đây là một cảm xúc rất là khó tả, nó rất là cảm động mọi người ạ. Chưa dừng lại ở đấy, sau đó thì gần 1.000 nhân viên ở trên tàu đều xuất hiện ở trên sân khấu để nói lời chào tạm biệt tất cả mọi người. Thời gian trôi nhanh thật đấy mọi người ạ. Mới ngày nào mà bọn mình mới bay từ Đức sang Mallorca xong mà hôm nay bọn mình lại phải bay từ Mallorca trở về Đức rồi. Nhưng mà trước khi bay về thì bọn mình sẽ tham quan nốt một địa điểm ở Mallorca có tên là Hang Rồng mọi người ạ. Sau khi vào bên trong thì mình có một cái suy nghĩ là ủa sao nó giống cái hang Sửng Sốt ở Hạ Long nhà mình thế. Nhưng mà nó to, to gấp mấy lần hang Sửng Sốt luôn mọi người ạ. Mà bên trong kiểu rất là lung linh, nước thì trong vắt luôn, nói chung là rất là đẹp mọi người ạ, đáng để mọi người đến để thăm nha. Đen có thể trắng lại, hết tiền có thể kiếm lại, nhưng tuổi trẻ qua rồi thì không bao giờ tìm lại được nữa. Nên thay vì ngồi im và chờ cơ hội, bạn cần phải chạy thật nhanh để ngắm nhìn mọi thứ. Chúng ta bắt đầu biết đi ngay từ khi còn bé, vậy nên không có lý do gì mà đôi chân còn đang khỏe mà các bạn lại phải ngồi im. Khoảnh khắc khi bạn đến được cái đích của chuyến đi, nhìn ngắm mọi thứ xinh đẹp đang thu vào tầm mắt, lúc đó bạn sẽ nhận ra mọi sự nỗ lực của mình là vô cùng xứng đáng. Các bạn thân yêu của Huyền ơi, thời gian qua các bạn cũng đã vất vả lắm rồi, giờ thì hãy tận hưởng chuyến đi du lịch của mình đi nhé. Trước khi quá muộn, chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ, đi đâu cũng được, miễn là đi. Còn bây giờ thì vợ chồng mình và gia đình mình sẽ phải trở về đây. Auf Wiedersehen, bye bye. Bye bye. Bye bye, Ida. Wir kommen wieder.
Auf Wiedersehen. Made me promise I wouldn't say. If it was up to me, you know I would have stayed. I try to make new friends so I can pretend I can fall in love again. Your picture on my fridge so I can relive I can fall in love again. I've been getting